ナモタッサ、パカワト、アラハト、サマ、サンブッタッサ。ナモタッサ、パカワト、アラハト、サマ、サンブッタッサ。ナモタッサ、パカワト、アラハト、サマ、サンブッタッサ。Dạ, ok rồi. Trước khi mà đi tiếp tục thì có mấy câu hỏi. Câu thứ nhất là trong trường hợp động tóc xanh lên 6 lần là xảy ra trong độ ý môn thông thường phải không ạ? Vì nếu cảnh rất yếu và cảnh rất nhỏ thì độ ngũ môn không có động tóc. Dạ thì trong kinh thì nói là khi cái cảnh mà nó yếu thì lúc đó cái dạ những cái động lực nó sanh lên 6 lần thì ở trong đó là rất yếu, cũng nói là cảnh rất nhỏ hay là cảnh mờ nhạt, cảnh rất mờ nhạt, ở trong không có rõ, trong nó chỉ nói là cảnh rất yếu thôi. Thì ở đây mình cũng có thể là có thể hiểu là nó sanh lên trong lỗi môn, bởi vì như hồi trước như mình có nói một lần rồi á về cái gọi là cảnh yếu với cảnh ví dụ cảnh mà nó cảnh nhỏ, cảnh 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 lớn, cảnh nhỏ đó, cái đó thì nó là cái cảnh nó không có khác gì trơn, nó vẫn là chỉ cảnh đó thôi, còn cái cảnh nó được phân loại là nhỏ hay là lớn cái đó nó tùy thuộc vào cái sức mạnh của tâm, đúng không ạ? Thì cho nên ở đây mình ở đây chỉ nói là cảnh rất yếu, thì ở đây không chịu không rõ trong 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 đó nói yếu là yếu theo cái ý nghĩa nào, tức là cái cảnh nó yếu hay là do cái tâm mình yếu, thì trong kinh chỉ nói như vậy thôi, chứ thật sự cũng rõ là cái đó thật sự nó bắt buộc phải xảy ra trong độ ý môn hay là độ ngũ môn, trong kinh không có nói rõ. Thì ở đây mình chỉ ghi nhận vậy thôi chứ còn thật sự mình cũng không rõ là Dạ, dạ thưa thầy, nhưng mà nếu mà lậu ngũ môn mà cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ, mình đâu có cái tổng tốc sanh trong cái lậu ngũ môn đâu thưa thầy. thì đó ý của ông nói là như vậy đó. Thì ở đây mình nói là cái cảnh thì nó là cảnh trong trong lỗ hữu môn, mình nói là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn và cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ, đúng không ạ? Thì lúc đó ông nói là cái phân biệt cảnh đó là nó tùy thuộc vào cái tâm, tức là cái sự chú ý của cái tâm, tức là nếu như bởi vì cái cảnh là nó là cảnh vậy thôi, cảnh nó chỉ sanh lên vậy thôi, nó lớn nó nhỏ đâu có nó không có cái tính chất lớn nhỏ của nó, mà mình phân biệt lớn nhỏ đó là do cường độ của tâm mình, cái sự chú ý của tâm mình. Cho nên ở đây mà nói cảnh rất yếu này là không rõ là ở đây các vị muốn nói là cảnh đó này cái sự chú ý của tâm nó yếu hay là cái cảnh đó thật sự nó yếu, mình không rõ. Nhưng ở đây mình phải hiểu nó là cái trong cái trường hợp mà khi mà nó sanh lên 6 lần á là nó rất tương tự với cái trường hợp 7 lần. Thì ở đây có một cái nếu mà nói rõ ra nữa thì nó sẽ có cái trường hợp mà nói là có những cái lúc mà cái tâm mình nó không có chú ý nhiều, hoặc là cái lúc đó cái tâm mình nó yếu, hoặc là lúc đó cũng giống như có cái trường hợp mà nói như cái trường hợp nó rất xỉu này nè, tức là lúc đó những cái sắc 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 vật đó, những cái vật mà để cho cái tâm nó nương vào lúc đó nó bị yếu đi, cho nên cái tâm nó nương vào nó không có được mạnh, nên lúc đó nó không có bắt cảnh được rõ ràng, nên chính vì lúc đó thì sanh lên được cái 6 lần thôi, như vậy. Cái đó là một cái lý do, nó cũng có thể là cái lý do của nó. Rồi câu thứ hai là trong trường hợp động tóc sanh lên 5 lần cũng là xảy ra trong độ ý môn phải không? Khi ngất xỉu thì động tóc sanh lên 5 lần, vậy nghĩa là trong thời gian bị ngất thì độ ý có thể sanh lên. Thì theo đó thì mình hiểu như vậy, đúng. Thì lúc đó cái ngất xỉu đó thì bởi vì cái này phải là những cái lỗ, mới phải là những cái lỗ tâm năng động, chứ nó không phải là những cái tâm 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 thụ động, bởi vì cái tâm thụ động đó chỉ là những cái tâm thụ phần, rồi ở đây muốn nói những cái lỗ tâm rõ ràng sanh lên. Thì lúc đó là ý thì từ trong trong những cái câu văn này nói thì mình biết là ngất xỉu, thì trong cái lúc ngất xỉu đó thì có những cái giai đoạn là có những lỗ tâm năng động nó sanh lên, thì lúc đó trong những cái lỗ tâm năng động đó lúc đó thì động lực nó chỉ sanh lên có 5 lần mà thôi. Dạ, thưa thầy, tại vì trò hơi hơi tha,
lấn cấn ở đây là từ vì ngất xỉu thì tròn nghĩ là mình giống như là mình bất tỉnh rồi, mình không có biết gì hết, thì làm sao mà có cái lỗi xanh lên ngay lúc mình ngất xỉu á? Dạ, thì bởi vì mình nhớ là khi mà mình hồi lúc trước mình học về cái lộ mà lộ lộ gì đó, lộ chim bao đó. Trong lộ chim bao nó cũng có những cái lộ tâm mà năng động xanh lên. Mình nhớ khi mình học về lộ chim bao nó có những lộ tâm năng động và có những cái lộ tâm mà không không chỉ có là gọi là cái gì lúc cấp ba nát, tức là nó chỉ có cái rung động chất dòng tâm đoán định thôi, nó chỉ có tâm đoán định thôi. Như mình nhớ là mình có ba ba cái trường hợp, hai ba trường hợp gì đó, thì trong cái trường hợp nó vẫn có cái trường hợp là những lộ tâm năng động vẫn sanh lên mà. Ở trong 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 lúc mình chim bao Yeah. dạ, thì cũng này cũng cũng tương tự như khi mình ngất xỉu như vậy thì vẫn có thể có những lộ tâm năng động xanh đen ạ. Rồi với ở đây mình phải hiểu nữa là không phải chỉ là xảy ra trong nội ý môn, mà bởi vì ở đây nó là năm lần đúng không ạ, năm lần thì trong cái trường hợp mà mình học về cái lộ tử đó thì tử phủ môn nó cũng xanh lên năm lần, thì trong đó những cái lộ ngũ môn nó vẫn xanh lên năm lần trong trường hợp là tử, chứ không hẳn bắt buộc nó phải khi năm lần nó phải sanh lên trong nội ý môn ạ. Dạ, thì chị trò chỉ không hiểu ngay đây là tổ ngất xỉu ấy, thì trò nghĩ là lúc đó mình bất tỉnh rồi, mình không biết gì hết, thì tại sao nó có lộ cái lộ năng động nó xanh lên được. Dạ thì đó thì lúc đó là cũng giống như cái nhiều khi mình mơ nhưng mình dậy mình đâu có nhớ mình mơ cái gì đúng không, mình không biết là mình đã mơ nè, mà thì giống như cái khi mình ngất xỉu đó thì vẫn cái lúc mà mình ngất xỉu thì vẫn có cái lộ tâm năng động xanh lên, nhưng mình tỉnh lại thì mình không nhớ cái lúc mình ngất xỉu là như thế nào. Dạ. Rồi, câu thứ ba là trong trường hợp động tốc sanh lên một lần thì mình cũng cần tính 18 tâm đấu đại, chính thiện, chính duy tác là trong lỗ đắc thiền phải không ạ? Và trong lỗ thần thông thì hai tâm ngũ thiền sắc giới cũng sanh lên một lần. Dạ đúng rồi, nhưng hồi trước sao mình quên, mình cứ nhắc tới những cái này, tức là cái này dĩ nhiên khi mà động lực sanh lên một lần cũng vậy, là tức là trong cái lỗ mình biết cái lỗ đắc thiền đó, thì lỗ đắc thiền mình biết là phía trước nó có hai giai đoạn đúng không ạ? Cái giai đoạn là động lực dục giới và động lực đao đại, thì lúc đó động lực đao đại nó cũng sanh lên chỉ có một lần đúng rồi. Và trong lộ thần thông vậy, như mình biết trong lộ thần thông thì cái tâm ngũ thiện, các ngũ thiện sắc giới đó, tùy theo trường hợp là phàm nhân hoặc là thánh hữu học là bậc A-la-hán đó, nó cũng sanh có một lần đúng rồi. Thì giờ mọi người mình bổ sung đó, nhớ từ trước sau thì là chiếu những cái hai cái trường hợp đó. Dạ đó là câu thứ ba. Và cái câu thứ tư là đối với người khổ, khi cảnh rất được khao khát và tâm động tốc là thọ ưu, thì lúc này tâm na cảnh thọ hỷ không thể sanh lên, vậy trường hợp này thì tâm na cảnh sẽ không sanh lên phải không ạ? Bây giờ mình có đối với người khổ, lần trước mình nói đối với người khổ thì người này người ta có tất cả là 37 tâm đúng không ạ? 37 tâm và trong đó nó có 17 tâm vô nhân. 17 tâm vô nhân trong đó nó có cái tâm là quan sát thọ hỷ quả thiện. Cái tâm đó, đó thì nó sẽ làm cái chức năng na cảnh ở đây ạ. Bởi vì người ta vẫn có cái tâm đó mà. Dạ, thưa thầy, nếu mà nó là động tốc sân thì thọ hỷ nó đâu có đi liền được với sao. Đối với người của cái cảnh đất được cao khác đó. Ồ đúng rồi, dạ thì chị ok. Nếu như cái cảnh là động được loại là tổ ưu, dạ thì lúc này nó sẽ là tâm của phần khách nó sẽ sanh lên nè. Nhưng mà cái người này tục xưng là thọ xả, quán sát thọ xả nên là đâu có, đâu phải tạo hộ Người hộ cái khổ, đối với người khổ cảnh rất được khao khát tổ ưu là cảnh. Ok, như vậy thì trong trường hợp này thì tâm thủ phần nó sẽ sanh lên ngay lập tức. Na cảnh. Đúng rồi, dạ, trong trường hợp này thì tâm thủ phần sanh ngay lập tức đúng rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì trong trường hợp này những cái điều kiện cho na cảnh sanh lên không 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 có thích hợp cho nên nó sẽ không sanh lên. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi. Câu tiếp theo là tại sao tám tâm đại quả không sanh lên làm chức năng na cảnh cho người khổ?
Vì theo như trong cái bản nêu đó là người vì chúng sanh trong 11 quả dục giới, khi có tâm tam nhân ưu thắng thì sẽ cho quả là 8 đại quả. Dạ đúng. Những người này người ta có, những người này người, những người khổ này người ta có là 8 8 những cái tâm tâm thiện, tâm nhân ưu thắng, đúng. Những cái tâm đó nó sẽ cho quả là những tâm đại quả. Nhưng mà những cái tâm đại quả đó nó sẽ sanh lên trong những kiếp sống tương lai của người đó. Còn trong kiếp sống hiện tại này á, là người đó không, bởi vì người đó không có những cái tâm đại quả này được. Những tâm đại quả này không sanh lên cho người ta được, cho nên nó sẽ không sanh lên. Dạ thưa thầy, nhưng mà trong cái bản đó này, để là thời bình nhật thì phải là cái thời bình nhật là cái thời gian trong cái kiếp sống thường ngày của mình hay đúng. Của người khổ thì đúng. Nó sanh lên thời, sao bây giờ nghĩ này, một người khổ đúng không ạ? Mình không hẳn, mình không đợi nói là người khổ nữa. Bây giờ người bình thường, bất kỳ một chúng sanh nào khi mà người ta thực hiện một cái nghiệp gọi là nghiệp thiện tam nhân ưu thắng, thì cái nghiệp thiện đó nó sẽ cho quả là những tâm đạt quả, đúng không ạ? Nhưng mà cái chuyện nó sanh lên lúc nào thì tùy thuộc vào cái nhân duyên đó, cái kiếp sống hiện tại của người đó nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thì như đôi khi dùng đối với một chúng sanh mà như người khổ đi, trong cái kiếp này người ta là người khổ, nhưng cái kiếp trước đó, là người ta là có những cái kiếp khác rồi, người ta có chuyện những cái quả là tam nhân ưu thắng rồi, thì những cái nghiệp đó nó là tồn trữ ở trong dòng tâm thức, để lúc nào có cơ hội cho quả là đại quả thì nó sẽ cho quả. Nhưng mà bởi vì trong cái kiếp sống này người đó là người khổ, nó không thể cho quả được, hiểu không ạ? Nó là đúng là nó cho quả là trong thời bình nhật, nhưng mà trong cái thời bình nhật của một cái người mà không phải là người khổ kia, nó mới có thể cho quả được. Tức là sau khi cái người này hết là người khổ rồi thì tái sanh làm cái kiếp khác, trở thành một cái người, chẳng hạn như mình nói là người không còn là người khổ nữa, chẳng hạn như là người 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 nhị nhân hoặc là người tam nhân gì đó, thì lúc đó cái nghiệp mà thiện mà tam nhân ưu thắng đó, lúc đó nó mới có khả năng cho quả làm tâm đại quả được. Dạ vậy chứ không có nghĩa là cái người khổ trong cái kiếp hiện tại của người đó, nếu mà cái tâm thiện tam nhân ưu thắng nó sanh lên thì cái tám cái tâm đại quả này nó được tạo ra bởi cái tâm thiện tam nhân ưu thắng thì nó không có được sử dụng trong cái kiếp của người khổ đang hiện tại này thì sao? Đúng, không sử dụng được trong cái kiếp của người khổ này được, bởi vì nó không thể sanh lên được. Nhưng mà ở trong cái table thì để là thời bình nhật nên là dạ, đúng, thời bình nhật của một cái kiếp sống khác chứ không phải của kiếp sống này. Yeah. Thời bình nhật của cái kiếp sống của người làm tam nhân hoặc là người nhị nhân. Ở đây mình phân biệt cái thời bình nhật, ý nó nói thời bình nhật tức là sanh lên trong cái không phải là ở cái lúc là tục sinh hoặc là tử. Yeah. Sanh lên làm cái tâm quả trong cái quá trình mà giữa tâm tục sinh và tâm tử. Nhưng mà cái người đó phải là người có thể là cho cái tâm đó sanh lên được, cái tâm nó có thể sanh lên cho người đó được thì nó mới sanh lên. Còn bởi vì cái kiếp này người ta đang là người khổ thì người ta không, những cái tâm nó không thể sanh lên cho người ta được. Tuy rằng là thời bình nhật nó cũng thể sanh lên được. Mà nó chỉ... Dạ, xin lỗi thầy. Dạ, thì đó đó. Tức là nó chỉ sanh lên trong thời bình nhật của một cái người nào mà những cái tâm nó có thể sanh lên được. Dạ, nhưng mà nó, cái người khổ có thể tạo ra những cái quả đại quả này trong cái kiếp hiện tại, nhưng mà những cái tâm đó họ không xài được trong cái kiếp hiện tại. Dạ không, mình đừng nên hiểu như vậy, mình đừng nên hiểu là những cái quả đó là ở trong kiếp hiện tại. Những cái quả khi mà người ta tạo ra những cái thiện tam nhân ưu thắng đó, những cái tâm thiện tam nhân ưu thắng nó không thể cho quả trong kiếp hiện tại được. Đối với những người đó, người ta không thể nhận được cái quả đó, những cái quả đó trong kiếp hiện tại được. Bởi vì như mình biết, mình học vừa rồi đó, tức là đối với cái người mà khổ đó, người ta chỉ có thể trải nghiệm được 37 tâm thôi. Trong 37 tâm đó nó không có những cái tâm đại quả này, cho nên từ đó mình mới suy ra là người ta không thể nào tận hưởng được cái quả của những cái thiện tam nhân ưu thắng trong cái kiếp này được. Yeah. Nhưng mà khi mà họ xài cái tâm thiện tam nhân ưu thắng
trong cái kiếp hiện tại của họ thì họ cũng tạo ra những cái tâm đại quả, nhưng mà cái tâm, những cái tâm đại quả đó nó sẽ dành cho cái kiếp kế của họ hay là kiếp nào đó chứ không phải kiếp hiện tại. Dạ, nói một cách nôm na thì đúng là như vậy, nhưng ở đây mình phải hiểu cái chỗ là bởi vì thiếu như nếu chị nói như vậy thì đúng bây giờ người ta mới hỏi lại là cái những cái tâm quả đó nó đã có sẵn rồi, nó được lưu trữ ở đâu. Bởi vì theo như chị theo như mình nói là những cái tâm thiện tam nhân ưu thắng đó nó được tạo ra và nó cho quả ngay lập tức, thì bây giờ người ta sẽ hỏi cái quả đó nó được trữ ở đâu. Nhưng mà thật sự trong kinh nói là nó không có trữ ở đâu, khi cái nghiệp nó sanh lên rồi á, nó diệt đi rồi, cái hành động thiện đó nó làm và nó diệt đi rồi thì nó mất đi rồi, nó chỉ để lại trong cái dòng tâm thức một cái luồng năng lượng nào đó mà thôi. Mình không thể gọi cái năng lượng đó là cái tâm quả được. Cái năng lượng đó nó được truyền giữ từ kiếp này qua kiếp khác tới một cái kiếp nào đó mà nó có gọi là cơ hội để nó cho quả thì tự nhiên nó cái quả nó sẽ sanh ra. Dạ, mình phải hiểu là như vậy chứ mình đừng hiểu là cái tâm nó mình làm cái nghiệp đã làm xong rồi thì tự nhiên nó cho quả ngay lập tức và cái quả đó nó được tồn trữ một chỗ nào đó, thì mình đừng hiểu như vậy. Cảm ơn thầy. Dạ, thưa thầy, cho có cái câu hỏi câu số 4 đó thầy. Đối với người khổ khi cảnh rất được khao khát và tâm động tất là thọ ưu, thầy cho có thể cho cái ví dụ đó là cái cảnh diện thầy, sao cho không hiểu cái rất được khao khát. Dạ, thì ở đây ví dụ như mà nó những cái cảnh rất được khao khát mà thọ ưu. Người khổ mà tâm động tất là thọ ưu. Thì thường thường á, mà lấy cái ví dụ mà nó là cái thường thường cái ví dụ thường dùng nhất á là những người mà người ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật, đúng không? Nhưng người ta lại là người ngoại đạo, thì trong cái trường hợp đó thì nó có thể là bây giờ mình giả sử cái người đó là không phải là người đi, mà mình nói chẳng hạn như con thú mà nó nhìn thấy Đức Phật rồi một vì một cái gì đó mà tự nhiên nó lại nổi cái tâm sân lên, thì cái trường hợp đó nó cũng có thể xảy ra. Dạ. Con thú được người khổ và nó nhìn thấy một cái hình ảnh gì đó rất là đặc biệt cao khác, chẳng hạn như hình ảnh của Đức Phật. Và lúc đó bởi vì nó không biết cho nên cái tâm sân nó lại sanh lên, chẳng hạn nó có thể là lúc đó Đức Phật này đi ngang qua rồi cái gì đó, hoặc là người ta ngăn cản một cái gì mà ước muốn của nó đó, thì cho nên từ đó nó nhìn thấy nó tức, nó sân lên, nổ sân lên, có thể cái trường hợp có thể xảy ra. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi qua tiếp theo cái bài của mình. Bây giờ thì mình đang nói về cái phần là tâm nào có thể sanh lên cho chúng sanh nào. Thật ra cái này mình có thể đi thẳng vào trong cái có cái bạn nhiều. Ok. Dạ, đây. Cái bản trong cái này là trong tập 2 đó, cái bản về người cõi và tâm, thì mình vừa cái bữa hôm vừa rồi là mình chỉ về đi với cái phần về người khổ mà thôi. Nhắc lại với người khổ như mình biết là người khổ không thể xuất hiện trong sắc giới và vô sắc giới được. Người khổ chỉ có thể sanh lên ở dục giới, mà cụ thể là như mình biết là có thể tái sanh vào trong 4 cõi đọa xứ, tức là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ và Atula mà thôi. Thì như hôm trước mình nói đó, đối với người khổ thì người đó chỉ có thể sử dụng được 37 tâm mà thôi, tức là 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, tức là trừ đi cái tâm chiếu sinh, và 8 tâm thiện, 8 tâm đại thiện, tức là 37 tâm. Rồi đối với người tiếp theo là người lạc vô nhân, người lạc vô nhân là chỉ có thể sanh lên dục giới mà thôi. Người lạc vô nhân thì khi mình học về cái chương tiếp theo thì mình thấy là người lạc vô nhân chỉ có thể sanh lên ở cõi người và cõi tứ đại thiên vương mà thôi. Thì đối với người lạc vô nhân này á, thì người ta có thể sử dụng được là 41 tâm, tức là 37 tâm này cộng thêm với cái 4 tâm đại quả mà ly trí nữa. Thêm 4 tâm đại quả ly trí nữa cho nên thành là 41 tâm. Tương tự như vậy, người nhị nhân cũng vậy, người nhị nhân thì cũng giống như người lạc vô nhân, người ta cũng sử dụng được 41 tâm này mà thôi.
thì sau này mình sẽ học đó là người dị nhân này là cũng sanh lên ở trong cõi dục giới, mà đặc biệt là chỉ ở hai cõi mà thôi, tức là ở cõi nhân loại và cõi tứ đại. Sorry, cái này là nhân có thể sanh lên ở tất cả là bảy cõi dục giới chuyển thú, tức là cõi người, và sáu cõi chư thiên nữa, tức là tứ đại thiên vương, rồi đạo lợi, dạ ma, đấu xuất, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Thì tất cả sáu cõi đó là đều có người dị nhân. Bảy cõi đó là đều có người dị nhân, bảy cõi lạc thú, bảy cõi dục giới lạc thú là đều có người dị nhân. Thì trong đó người dị nhân này, người ta cũng chỉ có thể sử dụng được 41 tâm này mà thôi. Rồi, những người tiếp theo là người phàm tam nhân. Người phàm tam nhân thì có thể xuất hiện được trong ba giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì như mình biết thì mình để sanh lên trong sắc giới và vô sắc giới thì người ta phải đắc thiền, đúng không ạ? Người đắc thiền thì cái tâm và cái tâm tục sinh của những cái người đó phải là hợp trí, cho nên người đó phải là người tam nhân. Thì người tam nhân có thể xuất hiện ở trong cả ba giới. Thì đối với người tam nhân mà ở dục á, những cõi dục á, thì người đó có thể có được 54 tâm, tức là 41 cái tâm này cộng thêm 4 cái tâm quả, tâm đại quả nữa, thêm 4 cái tâm đại quả, tức là tổng cộng 8 cái tâm đại quả đều có thể sanh lên trong người phàm tam nhân này ở dục giới. Và nó có thêm 9 cái tâm thiện đạo đại nữa, tức là ý muốn nói người phàm tam nhân có thể tu và đắc thiền được. Là chính cái tâm thiền nó có thể sanh lên được. Cho nên tổng cộng là người phàm tam nhân có được 54 tâm. Còn đối với người phàm tam nhân nhưng ở sắc giới thì như mình biết á, là bởi vì ở trên sắc giới hồi trước mình học rồi đó, tức là hai cái tâm sân người đó tạm thời không sanh lên cho những người đó nữa, cho nên mình chỉ còn lại người đó chỉ có thể có 10 cái tâm thiện mà thôi. Rồi 11 tâm vô nhân là gì? 11 tâm vô nhân là bởi vì như mình biết là người trên sắc giới là người ta không có mũi, lưỡi và thân, tức là những cái sắc thần kinh nó không có, ba cái sắc thần kinh nó không có, cho nên sáu cái tâm mà song thức đó, sáu cái tâm song thức đó nó không có nữa. Okay. Là một cái với mình phải trừ thêm cái tâm, bởi vì người này không phải là, mình đang nói người phàm không phải là A-la-hán, nhưng mình trừ thêm cái tâm tiến sinh nữa, cho nên mình trừ tất cả bảy tâm ra, thì từ 18 tâm vô nhân mình trừ bảy tâm ra, nó chỉ còn lại có 11 tâm mà thôi, người này chỉ có 11 cái tâm vô nhân mà thôi. Và tiếp theo là bởi vì người này tiếp tục có 8 tâm đại thiện. Rồi như mình học rồi đó, là theo cái quan điểm chung đó, là những vị phạm thiên sắc giới, người ta có thể tu lại những cái tầng thiện sắc giới lại, cho nên chính cái tâm thiện đạo đại nó có thể sanh lên cho người đó. Và tương tự những vị đó có thể tu được những tầng thiện vô sắc, cho nên năm tâm thiện vô sắc, tổng cộng nó thành là 9 cái tâm thiện đạo đại đó, tức là 5 cái tâm thiện sắc giới và 4 cái tâm thiện vô sắc, tổng cộng 9 cái tâm thiện đạo đại. Rồi những vị này á, là bởi vì là phạm thiên sắc giới, cho nên những cái tâm hữu phần của những vị đó là những cái tâm quả đạo đại đó. Cho nên mình đang đây mình tính chung là tất cả 5 tầng thiền ở trên tất cả là 15 cõi ở trên đó thì mình học. Thì cho nên những vị đó thì có tất cả là 5 tâm quả đạo đại, có thể sử dụng được tất cả 5 tâm quả đạo đại. Cho nên tổng cộng là sẽ là 43 tâm. Thì những cái vị phạm thiên nó có thể sử dụng được 43 tâm này. Rồi mình qua cái trường hợp đối với vô sắc giới thì cũng tương tự như vậy, tức là những vị phạm thiên vô sắc giới cũng không có sử dụng hai cái tâm sân. Rồi đối với cái trường hợp mà về những tâm vô nhân thì mình biết là vị đó không có sắc pháp, cho nên 10 cái tâm ngũ song thức nó không có sanh lên. Rồi tiếp theo hai những cái tâm như là ba ý giới đó, rồi những cái tâm ba ý giới tức là hai quan sát và ngũ song và hướng ngũ môn đó. Cái đó chỉ sanh lên trong lộ ngũ môn mà thôi. Mà đối vị này là không có những cái lộ ngũ môn, cho nên những cái tâm đó nó cũng không có sanh lên những vị này. Rồi tương tự như là ba cái quan sát nó cũng không có sanh lên những vị này. Đó là cho nên nó chung lại là những cái tâm vô nhân nó chỉ có một cái tâm hướng ý môn sanh lên cho vị này mà thôi, tức là vị này cũng không phải là vị A-la-hán, cho nên cái tâm thiếu sinh nó cũng có, nhưng chỉ còn lại có một cái tâm hướng ý môn đó. Rồi vị này vẫn có những cái tâm thiện, tức là cho nên 8 cái tâm đại thiện nó vẫn sanh lên.
Rồi tương tự như vậy á, là như mình biết là những cái vị mà ở trên cõi vô sắc giới thì không thể tu được những tầng tiền sắc giới nữa, cho nên trong này á, mình thấy là nó chỉ còn lại có bốn tâm thiện đạo đại mà thôi, tức là những vị này chỉ có thể tu được tiền tiền sắc giới mà thôi, cho nên mình đang nói chung. Cho nên cái bốn cái tâm thiện đạo đại nó có thể sanh lên, và bốn cái tâm quả đạo đại thì tự nhiên nó sẽ sanh lên trên những vị này để làm những cái chức năng như là tục sinh, phổ kiếp và tử gì đó. Cho nên tổng cộng là đối với những vị phàm tam nhân mở vô sắc giới thì nó chỉ có thể có 27 tâm này, vì nó chỉ có thể sử dụng được 27 tâm này. Rồi mình có người tiếp theo là tự nhiên hiện nay mình bỏ qua những người đạo, tại vì mình biết người đạo là thật ra nó chỉ là một sắc na đạo mà thôi, cho nên mình không có bàn về những người đạo đó. Và bây giờ mình qua người nhập lưu. Người nhập lưu này chẳng qua là cái vị nhập vị sơ quả đó, những vị sơ quả. Thì những vị này á, là có 50 tâm có thể sanh lên cho vị này, tức là vị này giống như người phàm tam nhân này, nhưng mà phải trừ đi 5 cái tâm bất thiện. 5 tâm bất thiện là 5 tâm nào? Tức là 4 tâm tham thực tà. Bởi vì mình biết vị nhập lưu sau này mình học là vị đó không còn tạp chiến nữa, cho nên trừ đi 4 cái tâm tham thực tà, và thêm một cái tâm nữa là vị đó vẫn diệt, vị đó cũng diệt đi luôn hồi nghi luôn, cho nên cái tâm mà tâm si hoặc hồi nghi cũng bỏ luôn. Chính vì cho nên từ đó mình mới trừ đi 5 tâm đi. 5 tâm đi, mình thấy nè, ở trên này 54 tâm mà trừ 5 tâm nó còn là 49 tâm. Và cái vị mình biết vị nhập lưu á, thì vị đó có thể nhập được vào thiền quả, thiền sơ quả đó. Cho nên nhập vào thiền quả được, cho nên có cái tâm nhập lưu quả có thể sanh lên cho vị đó nữa. Thì 49 cộng trên cái tâm này nữa thì nó thành là 50. Rồi cái đó là đối với vị nhập lưu ở dục giới, còn đối với vị nhập lưu mà ở sắc giới á, thì nó cũng tương tự trên này, tức là 43 tâm. Mình cũng trừ đi 5 cái tâm bất thiện, tức là 4 tâm tham thực tà và tâm si hợp hoài nghi. Rồi là nó còn lại là 43 mà trừ 5 là 38, rồi mình cộng thêm với cái tâm nhập lưu quả nữa, cho nên vị này sẽ có được 39 tâm. Tương tự như vậy là đối với vị này mà ở vô sắc giới á, thì là mình lấy 29, 27 này nè, rồi mình trừ cho, cũng tương tự trừ cho 5 tâm và tâm bất thiện, mình cộng thêm cái tâm nhập lưu quả thì nó thành là 23 tâm. Đó là người nhập lưu. Mình qua người nhất lai á. Nhất lai thì cũng tương tự như người nhập lưu, bởi vì thật sự như mình biết người vị nhất lai á, là không có khi mà đắc được cái gọi là nhị đạo đó. Nó không có diệt thêm cái phiền não nào cụ thể nữa. Nó chỉ làm giảm nhẹ đi những cái phiền não thôi, chứ không có diệt đi những cái phiền não nào khác. Cho nên những cái tâm bất thiện vẫn còn. Thì ở đây mình chỉ thay thế cái tâm nhập lưu quả bằng cái tâm nhất lai quả mà thôi. Cho nên tổng số tâm vị đó có thể có được vẫn là 50. Thì tương tự như vậy, nó cũng tương tự cho vị nhất lai ở sắc giới và vô sắc giới như vậy. Tức là nó cũng giống như vị nhập lưu ở sắc giới và vô sắc giới. Và mình chỉ thay thế cái tâm nhập lưu quả bằng cái tâm nhất lai quả mà thôi. Rồi, cái đó là vị nhập lai. Đối với qua tiếp theo là cái vị bất lai. Vị bất lai thì như mình biết vị bất lai là diệt luôn sân, rồi không còn sân nữa. Cho nên trong những cái tâm bất thiện còn lại, mình trừ thêm hai cái tâm sân đi nữa. Cho nên vị đó chỉ còn lại có 48 tâm. Và dĩ nhiên là mình thay thế cái tâm quả. Cái tâm quả của vị đó bây giờ là tâm bất lai quả. Rồi vị người bất lai mà ở sắc giới thì cũng tương tự như vậy, cũng giống y hệt như vậy. Bởi vì như mình biết ở trên này á, là ở trên này là vị này đã không còn sân rồi, nhưng dưới này dĩ nhiên là tâm sân đã không sanh lên cho vị này, thì ở đây cũng tâm sân không sanh lên vị này, thì nó cũng vẫn là 39 tâm. Thì tương tự như ở trên này cũng là tâm sân cũng không có sanh lên cho vị này, thì ở đây cũng tương tự tâm sân không sanh lên cho vị này, thì nó vẫn là 23 tâm. Đó là đối với người bất lai. Và cuối cùng là vị A-la-hán. Vị A-la-hán thì sẽ có 44 tâm. Tức là sao? Vị đó đối với ở quả dục giới thì vị đó có đầy đủ tất cả 18 tâm vô nhân. Tự nhiên ở đây cái tâm thiếu sinh sẽ sanh lên cho vị này, trong trường hợp bởi vì vị này là A-la-hán, nên đầy đủ 18 tâm. Rồi vị đó sẽ có 8 tâm đại duy tác. Rồi vị đó sẽ có 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Và những vị đó có thể là đặt thiền và nhập vào thiền, nhưng mà tâm thiền đó sẽ là những tâm duy tác.
và dĩ nhiên là vị đó có thể nhập được vào tiền tiền quả, thì cái tâm tâm quả đó sẽ là tâm a la hán quả. Nhưng tổng cộng là vị đó có được 44 tâm. Rồi trong cái trường hợp mà ở vị a la hán ở sắc giới thì nhìn biết sắc giới thì vị đó sẽ mất đi 6 cái tâm song thức đó, tức là tỷ thiệt và thân đó, thì nó không còn nữa, 6 cái tâm đó. Rồi 8 cái tâm dục giới tịnh hảo thì 8 tâm duy tác và 8 tâm đại duy tác thì vị đó vẫn còn sử dụng, và vị đó vẫn có thể đắc thiền và nhập vào 9 tầng thiền, cho nên 9 cái tâm duy tác đạo đại nó có thể sanh lên. Và dĩ nhiên vị này là vị ở trên cõi trên sắc giới, cho nên 5 cái tâm quả đáo đại nó sanh lên cho vị đó để vị đó để thực hiện những cái chức năng như là phục sinh, hữu phần và tử. Còn dĩ nhiên là vị đó có thể nhập tịnh quả được, cho nên cái tâm a la hán quả có cho vị đó, nên tổng số tâm có thể sanh lên cho vị a la hán ở sắc giới là 35 tâm. Và cuối cùng là vị a la hán mà ở vô sắc giới thì như mình biết đó, nó chỉ còn lại là tâm hướng ý môn mà thôi. Nên nhớ là ở khi mà ở trên vô sắc giới rồi thì nó không có cười nữa nghe, bởi vì cười là phải cần có sắc pháp, cho nên trên nó không có còn cái tâm tiếu sinh nữa, nên chỉ còn lại có một mình cái tâm hướng ý môn mà thôi. Và trên nó là 8 tâm đại di tác, tự nhiên nó vẫn sanh lên. Và 4 tâm, 4 này là 4 tâm di tác đáo đại, tức là 4 tâm di tác vô sắc, tức là vị đó vẫn còn kiếm thiền được, trên đó 4 tâm thiền vô sắc. Và 4 tâm quả đáo đại, tức là 4 tâm quả vô sắc, tức là để thực hiện cái chức năng phục sinh, hộ kiếp và tử cho vị đó. Và cuối cùng là vị đó có thể nhập vào thiền quả được, cho nên đó là cái tâm A-la-hán quả. Nên tổng cộng số tâm mà có thể sanh lên cho vị A-la-hán ở trên vô sắc giới là 8 tâm như vậy. Dạ, cho mọi người mình có hỏi gì không ạ? Dạ, thưa thầy, ở đây thì trò có thấy là có ghi chú ở dưới là phân loại ở trên không bao gồm hay tính những tâm đạo, nhưng mà mình cũng phải cộng một cái tâm đạo vào cho những người nhập lưu với người Nhất Lai, tại vì họ phải đắc đạo thì họ mới có cái tâm quả sanh lên. Dạ, thì nhưng mà nói thì đó, như mình nói đó, cái đó là mình đang ở đây mình đang nói những người này là khi mình gọi người này là người nhập lưu, tức là mình đang nói đến người nhập lưu quả rồi. Khi đã gọi người nhập lưu rồi thì là người quả rồi, chứ không phải là người đạo. Thì người quả khi, bởi vì như mình đã phân biệt rõ rằng người quả là cái người mà tính từ cái thời điểm tâm quả đầu tiên sanh lên sau cái tâm đạo ở trong cái lộ đắc đạo. Thì đối với người đó cái tâm nhập lưu đạo nó không bao giờ sanh lên nữa, nó không có sanh lên. Dạ. Đây mình phải hiểu như vậy. Dạ. Cũng tương tự như vậy. Cho nên cái này bởi vì mình đang phân biệt rõ từng người. Cho nên bởi vì sao mình nói ví dụ mình mấy người tâm nhân mà nói chung người tâm nhân đó, thì như mình nói trong người tâm nhân đó thì tâm đạo và tâm quả có thể sanh lên được. Nhưng bởi vì ở đây mình đang phân tích rõ một chi kỹ rồi. Dạ. 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 Rồi như vậy là dạ, thì đó là đại khái là những cái điểm mà tóm tắt phía sau về cái phần lộ tâm. Thì dĩ nhiên trong cái tài liệu mà Cẩm Nang nghiên cứu thấm pháp đó, ngài Sinananda ngài ôn lại rất là nhiều, thì mọi người có thể đọc lại để mà ôn lại, rồi có gì ví dụ có gì đó không rõ thì có thể hỏi. Cho nên bây giờ mình nghĩ là mình tạm dừng cái phần, mình ngưng coi như mình kết thúc cái phần về lộ tâm, tức là mình xong kết thúc được cái phần về chương thứ tư. Bây giờ mình sẽ đi qua cái chương tiếp theo, tức là cái chương thứ năm. Dạ, bây giờ mình sẽ đi qua cái phần chương thứ năm.
Rồi, giờ mình qua cái chương thứ 5. Chương thứ 5 thì nó gọi cái chương này là sẽ bàn về, vì cái chương thứ 4 là mình đã bàn về những cái lộ tâm và gọi là có liên quan tới lộ tâm. Cái chương này là ngài Anuruddha mà mới bàn về những cái phần là không có liên quan tới lộ tâm, cho nên nó gọi là ngoại lộ. Nó gọi là vichimutta, tức là nó không có liên quan tới lộ tâm. Thì cái chương này nó có nó chia làm bốn phần. Phần đầu tiên là nó sẽ bàn về các cảnh giới hiện hữu. Cái phần thứ hai là nó bàn về các phương thức hoặc là chế độ tiếp tục suy tán sanh. Phần thứ ba là nó bàn về các loại nghiệp. Cái phần cuối cùng á, là thật ra cái phần này là mình đã cũng nói về rất nhiều, là cái này nó liên quan tới tử và tục sinh đó. Mình cũng có bàn về những cái lộ tâm cận tử như cái này, nó có những cái phần chi tiết khác nữa. Thì nó bàn về các loại tử và tục sinh. Thế đó là bốn phần, mình có bốn phần như vậy. Bây giờ mình qua cái phần đầu tiên là về các cảnh giới hiện hữu. Rồi, cảnh giới hiện hữu. Thì như mình biết ở trong Phật giáo á, thì nói là trong một cái hệ vũ trụ, nó bao gồm cứ một cái hệ vũ trụ như vậy, nó có bao gồm 31 cõi. Trong 31 cõi á, thì nó được chia làm 3 giới. 31 cõi được chia làm gom thành 3 giới. Là lục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong dục giới á, thì nó có tất cả là 11 cõi. 11 cõi này thì nó được chia làm hai ra. Ok, tức là nó là 4 đọa xứ và 7 thiện thú. 4 đọa xứ thì như mình biết cái này mình không biết, cái này thật thật mà ôn rồi, cái này mà cũng nói rất nhiều rồi. 4 đọa xứ thì nó bao gồm là địa ngục, súc sanh, ngạo quỷ và Atula. Ở đây cái điểm này mình chú ý một chút xíu này, bởi vì có nhiều người á, người ta hay ha, người ta chuyển lại, người ta nói là địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh và Atula. Nhưng mà theo như sự hiểu biết cũng đã đọc trong kinh, người ta nói á, thật ra là súc sanh là khổ hơn ngạo quỷ nhiều nha. Cái mức độ đau khổ nó là khổ nhất là địa ngục, tiếp theo là súc sanh, rồi ngạo quỷ, rồi đến Atula. Súc sanh là khổ hơn ngạo quỷ và Atula nhiều nha. Thường thường người ta cứ nghĩ là ngạo quỷ nó khổ hơn súc sanh, không hẳn đâu. Vì theo cái quan điểm của Phật giáo là súc sanh khổ hơn nhiều. Rồi, đó là bốn cái đọa xứ. Rồi 7 cái thiện thú là thứ nhất là nhân loại. Cái thứ hai là tứ đại thiên vương. Cõi tứ đại thiên vương thứ ba là đạo lợi. Đạo lợi, nghe mình trong kinh cái từ đạo lợi này nó là Tawatin sát, thì thường người ta dịch ra người ta sẽ gọi là cõi ba tam thập tam, là cõi 33. Nhưng ở đây cõi 33 không có nghĩa là nó sẽ có 33 cõi, nó không phải cái cõi thứ 33. Cái này cũng nói một lần, 33 bởi vì cái này là cái tên gọi, bởi vì cái cõi này là trên đó người ta nói là có 33 vị thiên tử ở trên đó. 33 vị đó giống như là một cái hội đồng mà hoặc hội đồng quản trị ở cái cõi đó. Vì theo như trong kinh kể lại là trong cái tiền kiếp là 33 vị đó là cùng nhau, như là nhóm người, người ta cùng làm phước với nhau đó.
thì sau khi người ta chết thì người ta sanh về cái cõi đó, người ta làm những cái đang quản trị cho cái cõi đó, cho nên cái tên gọi của cõi đó là cõi 33. Nhưng cõi 33 không có nghĩa là cái cõi thứ 33, hay là gọi là tam thập tam. Vì từng thừa mới người ta thì mới đọc và người ta nói ô đấy cõi 33 này, cho nên nhiều vị mà thật sự nhiều vị ở bên Tắc Tông mấy vị mới vừa đọc xong nó ô trong kinh nói rõ ràng có 33 cõi này, tức là trong đó có thêm cái cõi nào đó nữa, cho nên mấy vị mới nói là có cái cõi A Di Đà thì trong đó thì mới nói là cộng thêm cái cõi này. Nhưng thật sự tam tập tam này không có nghĩa là cõi thứ 33, mà nó chỉ cho cái cõi, cái tên gọi cái cõi mà trong đó có 33 vị thiên tử ở trong đó, mà dẫn đầu là vua trời Đế Thích. Rồi đó là cõi đạo lợi. Trên cõi đạo lợi là cõi Dạ Ma. Trên nữa là cõi đấu xuất. Rồi trên nữa là Hóa Lạc Thiên. Và tận cùng trên đỉnh trơn là Tha Hóa Tự Tại. Rồi cái cõi nhân loại á, là cái cõi mà người ta nói là thiện, thiện cũng là thiện, cực thiện, mà ác cũng là cực ác nha. Thiện mà thiện tới mức độ mà có thể đạt được cái quả vị Phật toàn giác. Thì như mình biết là Phật mà Phật toàn giác chỉ có thể xuất hiện trong cõi nhân loại mà thôi, chứ không thể xuất hiện trong những cõi khác. Rồi cái ác, cực ác đi nữa mà mình thấy là có thể rơi vào địa ngục A Tỳ á, trong rớt cái cõi địa ngục. Thì cho nên cái người nhân loại là cái người mà cũng là cực thiện mà cực ác. Ở đây mình phải hiểu là thiện dĩ nhiên đã đành rồi, thiện là cực thiện rồi, nhưng mà nó cực ác là không phải chỉ có những người trong nhân loại mới có thực hiện những cái việc cực ác nha. Bởi vì trong kinh có kể một nhiều trường hợp là những vị như ngài Mục Kiền Liên ở trong kiếp quá khứ của ngài á, là ngài đã có từng làm ma vương đó, tức là ác ma rồi đó. Thì trong cái kiếp đó là ngài là như là ngài vi phạm tới ngài xúc phạm, ngài xúc phạm tới cái vị thượng thủ tinh văn của một vị Phật trong quá khứ. Cho nên sau cái kiếp đó, sau cái kiếp mà làm ác ma đó, sau cái kiếp làm ma vương đó, là cái chúng sanh đó, tức là tiền thân của ngài một tiền liên đó, tái sanh vào địa ngục A Tỳ á. Tức là những chúng sanh khác vẫn có thể là thực hiện ác trên những cõi khác, thì không phải chỉ có những cõi nhân loại mới ác tới mức độ mà rơi vào cõi địa ngục A Tỳ đâu. Cho nên mình hiểu như vậy. Nhưng mà đối với về thiện thì dĩ nhiên chỉ có những người nhân loại mới có thể là đạt đến quả vị toàn giác, tức là cực thiện mà thôi. Rồi cái đó là nói sơ về cõi nhân loại. Về cõi tứ đại thiên vương thì ở đây mình đọc kinh mình đã biết rất nhiều rồi. Tứ đại thiên vương là bốn vị thiên tử đó, bốn vị thiên tử này là bốn vị mà cai quản bốn phương hướng ở trong vũ trụ đó, tức là đông tây nam bắc đó. Thì bốn cái, bởi vì trong cái gọi là trong cái vũ trụ quan của Phật giáo á, thì nói là những cái cõi này á, là nó là cái núi gọi là cái núi Tu Di á, nó gọi là trung tâm của vũ trụ. Vũ trụ ở đây là mình chỉ nói chỉ là một cái hệ thống vũ trụ thôi nghe, bởi vì thật sự ngoài 31 cái cõi này nó vẫn có những cái hệ thống vũ trụ khác. Tức là có những cái thế giới khác nó cũng có 31 cõi như vậy. Nhưng trong cái mỗi cái cõi này nó có một cái núi đứng ở giữa, nó gọi là cái núi làm trong trung tâm của vũ trụ, của cái hệ thống vũ trụ đó. Thì trong cái núi là cái núi Tu Di đó, thì cái cõi nhân loại được cho là nằm ở ngay cái gốc, cái chân của cái núi Tu Di đó. Thì nhiên cõi nhân loại nó cũng chia ra làm bốn. Mình đọc trong kinh nói là chi Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Tiêu Lưu Châu, thì Đông Thắng Thần Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu thì gì đó. Thì mình á, là nó cái cõi mà cái cõi hiện tại mình đang ở này, nó đang nằm ở cái phần về Đông Thắng Thần Châu đó. Rồi thì nói là cái người nhân loại á, là cùng sống chung với súc sanh. Tuy nhiên ngạo quỷ Atula cũng xuất hiện trong cõi nhân loại luôn, còn địa ngục á, là nói là nằm sâu ở trong lòng đất. Rồi tứ đại thiên vương, ok, bây giờ là người cõi nhân loại đó. Cõi nhân loại là nó nằm ngay ở cái gốc của cái núi Tu Di, nó nằm ngay ở cái chân của núi Tu Di. Còn cõi tứ đại thiên vương đó, là nó nằm lưng chừng ngay ở giữa của cái núi Tu Di. Cho nên chính vì cái điều đó mà cái cõi nhân loại và cái cõi tứ đại thiên vương nó được gọi là địa cư là như vậy, bởi vì nó gắn liền với đất là như vậy.
cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương. Rồi ví dụ có cái cõi đạo lợi á, thì nó nằm ngay ở trên cái đỉnh của cái núi Tu Di đó, cho nên trên nó vẫn có những cái gọi là cái tòa lâu đài của những vị tiên tử ở trên, nó có thể là nó gắn trên cái đỉnh núi, và cũng có những cái tòa lâu đài mà nó nổi, nó trôi bồng bềnh trên cùng cái ngang bằng với cái đỉnh núi đó. Cho nên cái cõi đạo lợi được gọi là cả địa cư và không cư, tức là nó có thể một phần nó dính vào trên cái đỉnh của cái núi Tu Di, và một phần khác là có những cái tòa lâu đài nó trôi bồng bềnh ở trên không. Còn từ cõi dạ ma trở lên, cõi dạ ma được tên đó là đấu xuất hóa lạc thiên và hóa tha hóa tự tại, thì những cái cõi này nó ở phía trên không, nó phía trên trên cao, phía trên nó phía trên của cái núi Tu Di. Rồi đặc biệt cái cõi đấu xuất thì chắc mọi người mình cũng biết nhiều, cái cõi đấu xuất là cái cõi mà rất là tuyệt vời nhất đó, bởi vì là cái cõi này là những vị Bồ Tát mà cái kiếp cuối cùng trước khi mà sanh xuống làm người mà để thành Phật thì các ngài đều trú ở cõi trời đấu xuất. Thì đó là cái cõi này rất là an lạc. Rồi cái cõi hóa lạc thiên á, là cái cõi mà trên đó là những cái vị tiên thiên ở trên đó, là nếu muốn cái gì á, là có thể hóa hiện ra những cái của mình muốn cái gì là tự hóa hiện ra. Ở đây có một điều mình phải nhớ là cái chuyện hóa hiện ra đó, nó không có liên quan tới cái thần thông mà mình học nha. Cái thần thông rất là có nhiều loại thần thông, có một cái loại thần thông mà nó là cái thần thông do nghiệp, tức là bởi vì người ta sanh lên trên đó cho nên người ta có khả năng biến hóa, chứ không phải là người ta đắc thiền mà người ta biến hóa. Cái chuyện đắc thiền biến hóa là một chuyện đã đành rồi, còn cái chuyện mà bởi vì người ta sanh lên đó do cái nghiệp của người ta cho nên người ta có thể biến hóa là được, đó là một chuyện khác nữa. Thì như vậy ở trên mình nói là những vị phạm chư thiên người ta có thể nhớ lại quá khứ là như vậy, nhớ lại quá khứ cái đó là do cái nghiệp, cái phước của người ta sanh lên đó. Cái chuyện nhớ lại quá khứ đó nó sanh lên cùng một lần với cái chuyện người ta sanh lên đó, người ta nhớ lại được. Cũng tương tự như vậy, cái chuyện mà họ biến hóa ra những cái vật dụng mà để dùng cho người này muốn á, thì cái đó nó cũng liên quan tới cái nghiệp của người đó, cái quả của cái nghiệp của người đó, người ta sanh lên đó, người ta có được cái khả năng đó. Cái này không phải là cái thần thông do đắc thiền. Rồi, cõi cuối cùng là tha hóa tự tại, tức là cái cõi mà ở trên là ở trong này là nó là ma vương còn nằm ở là cư trú ở trên cái cõi này. Thì cái cõi này á, là nó có một cái để là cái người này, những cái vị tiên thiên trên này, nếu ước muốn cái gì mà trong đầu có nghĩ ước muốn cái gì thì sẽ có người khác biến hóa ra và đem đến dâng cho những người này. Thì cái quả phước nó cao hơn cái quả phước ở hóa lạc thiên là như vậy, tức là mình chỉ cần nghĩ trong đầu thích muốn cái gì là sẽ có người biến hóa để đem tới tặng cho mình. Thì ở đây có cái điểm hiểu lầm của nhiều người, người ta nghĩ là ma vương á là chúa của cái cõi này, nhưng thật sự không phải. Ma vương á thì theo như trong một vài kinh sách nói á, là ma vương chẳng qua là giống như là một cái mình gọi là sao cái người nổi loạn ở trên đó thôi. Nó cũng giống như cái cõi đạo lợi này nè. Cái cõi đạo lợi này, nếu mà mọi người đọc trong kinh sách nói, cái cõi đạo lợi này á, là nó có cái sự tranh giành giữa 33 vị thiên tử này với một cái nhóm gọi là cái nhóm Atula. Với lại ở đây mình phải phân biệt cái chữ Atula này. Cái Atula này á, thật ra nó có hai loại. Là Atula mà thuộc về khổ, đó là người khổ là một chuyện. Và có một loại Atula nữa, mà Atula đó thật ra cũng là xuất phát, nó người ta cũng là thuộc về người nhị nhân hoặc là tam nhân nha, tức là người ta cũng là cư dân của cái cõi đạo lợi. Thì theo trong lịch sử, trong kinh sách ghi lại là nói là cái 33 vị thiên tử này là đánh thắng những cái Atula thiên ở trên cái cõi vô ở trên cái cõi này trước, rồi mới chiếm cái cõi này. Thì dĩ nhiên đó, thì cái Atula nó có hai loại là như vậy, Atula thiên và cái loại Atula mà người khổ là hai cái khác nhau. Thì có thì ở, cũng tương tự như vậy, ở trên cái cõi tha hóa tự tại này cũng vậy. Thì ma vương á, cũng giống như là Atula ở trên cái cõi này, mình có thể gọi là như vậy. Tức là cũng hay tranh giành quyền lực với cái vị mà chủ gọi là cai trị cái cõi này. Nên ma vương cũng là một người giống như là như vậy. Chứ ma vương không phải là cái người cai trị cõi này.
đó là cái điểm đó. Rồi cái đó là về về dục giới. Dĩ nhiên mình cái này mình nói sơ sơ thôi, bởi vì cái này khi mình đọc kinh sách nói rất là nhiều giải thích rõ ràng ở trong đó. Rồi mình qua cái tiếp theo, sau cái dục giới là nó qua sắc giới. Sắc giới thì nó có 16 cõi. Sắc giới 16 cõi và nó chia ra làm là 4 tầng. Cái tầng đầu tiên là cái tầng sơ thiền. Tầng sơ thiền này thì nó có 3 cái nói làm sao ta? Vì ba cõi này á, là một cái ở dưới thấp nhất á, nó gọi là phạm chúng thiền. Cái tiếp theo nó gọi là phạm phụ thiền. Và cái cuối cùng là đại phạm thiền. Ba cái cõi này nó nằm cùng trên một tầng nha, cùng trên một tầng. Phạm chúng thiên là chỉ cho những gọi là những cái cư dân ở trên đó, biết là những người cư dân sống bình thường ở trên đó thôi. Phạm phụ thiên là chỉ cho những cái vị như quan thần ở trên đó, còn đại phạm thiên là giống như vua như vậy. Cho nên trong kinh có nói thường thường mà cứ trên 31 cõi này, tức là 31 cái hệ thống, cái hệ vũ trụ này, trên một cái tầng sơ thiền này chỉ có duy nhất một vị đại phạm thiên thôi, giống như ông vua trên cái cõi đó. Còn phụ phạm phụ thiên là những cái vị như quan thần của cái vị đại phạm thiên này. Rồi đối phạm chúng thiên á, thì là những cư dân ở trong cái cõi đó. Rồi cái đó là về sơ thiền. Và cái tầng tiếp theo á là tầng nhị thiền. Tầng nhị thiền nó còn có 3 cõi. Là thứ nhất đó là thiểu quang thiền. Là cái thấp, là cái thấp nhất. Rồi tiếp theo cái trên nhá là vô lượng quang thiền. Rồi cái trên cao nhất hết nó gọi là quang âm thiền. Thiểu quang thiên này tức là nói cái tầng này nó là ánh sáng. Thiểu quang thiên là cái ánh sáng của cái vị phạm thiên đó có ánh sáng những yếu kém hơn nhiều so với những cái vị mà ở trên hai cái cõi này. Vô lượng quang thiên là cũng ánh sáng là vô lượng, là nó mạnh hơn rất nhiều so với cái những cái vị thiên phạm thiên ở cái cõi thiểu quang thiên. Còn quang âm thiên á là chỉ cho những cái vị phạm thiên mà có những cái ánh sáng rất là chói sáng, nó là áp đảo tất cả những ánh sáng của tất cả những vị khác. Cái này mà nói những vị mà sanh lên những cái cõi này là do cái năng lực thiền của vị đó mạnh hơn á, thì dĩ nhiên là nó sanh lên những cái cõi cao hơn. Thì ở trên tầng nhị thiền là nó có 3 cõi là như vậy. Cái thứ tư, cái thứ ba là tầng tam thiền. Tầng tam thiền nó cũng có 3 cõi. Cái thứ nhất đó là thiểu tịnh thiền. Cái thứ hai đó là vô lượng tịnh thiền. Và cái cuối cùng là biến tịnh thiền. Tương tự như vậy, ở trên này nó đang nói tới chuyện về cái hào quang của những vị đó. Cái hào quang của những vị này, chẳng hạn như vị thiểu tịnh thiên, thì ở đây là muốn nói cái hào quang trong sáng, trong suốt, là thanh tịnh. Thì cái thiểu tịnh thiên thì cũng là trong sáng, nhưng nó dĩ nhiên nó thua những cái vị ở trong hai cõi này. Vô lượng tịnh thiên thì nó rất là tinh vi, cái hào quang rất tinh vi và trong suốt. Còn biến tịnh thiên thì nói cái sự trong suốt và tinh vi rất là vững chắc và nó rất là cố định. Thì những cái tên gọi thì cái ý nghĩa của những cái tên gọi nó là như vậy thôi. Thì ở đây thì mình chỉ hiểu là ở đây nó muốn nói tới cái sự thanh tịnh và trong suốt của những cái hào quang của những vị này phát ra, thì tùy theo cái năng lực của thiền định của những vị đó
thì cái mức độ mà trong suốt và cái thanh tịnh của cái hào quang đó, nó tùy thuộc vào cái mức độ thiền của những vị đó. Rồi đó là tầng tam thiền. Cái tầng tứ thiền thì nó phức tạp hơn. Tầng tứ thiền này nó cũng chia làm ba. Okay, cái thứ nhất đó là cái cõi gọi là cái cõi quảng quả. Thứ hai nó gọi là cõi vô tưởng. Còn cái thứ ba nó là ngũ tịnh cư. Cái cõi quảng quả này á, nó có tên quảng quả là bởi vì nó là được cho là cái cõi này là có cái kết quả vĩ đại. Thật ra cái cõi này được gọi là một trong ba cái tột đỉnh của cõi hiện hữu, tức là cõi quảng quả nè, rồi dĩ nhiên cái cõi là cái cõi tột đỉnh, là cái cõi cuối cùng của cái cõi ngũ tịnh cư, tức là cái cõi tha hóa tự tả, và cõi tha hóa tự tả từ cõi sắc chiếu cánh, cõi quảng quả, cõi sắc chiếu cánh và cõi phi tưởng phi tưởng. Ba cái cõi đó được cho là ba cái cõi tột đỉnh. Thì ba cái cõi này cho được cho là tột đỉnh bởi vì là khi mà những vị thánh nhân nào mà đã tái sanh vào những cõi một trong trong ba cõi này rồi thì vị đó sẽ luôn luôn ở cõi đó. Không biết nếu vị đó chưa thành A La Hán trong cái kiếp đó và vẫn còn luân hồi thì vị đó sẽ quay ngược lại tái sanh lại cõi đó chứ không đi đâu khác nữa. Lý do tại sao mà nói là ba cõi này là ba cái cõi tột đỉnh, không có đi đâu đi chỗ khác nữa. Ở luôn luôn ở đó cho đến khi mà chứng đạt được đạo quả A La Hán thôi. Cõi quảng quả là một trong ba cõi đó. Rồi như cõi vô tưởng thì nếu là cõi vô tưởng là của những cái chúng sanh ở đắc cách ngũ thiền mà có cái suy nghĩ mà là tâm thức là gây ra sự đau khổ, cho nên vị đó ước muốn là không có tâm thức nữa. Cho nên từ đó mới sanh ra cái cõi vô tưởng là như vậy. Còn ngũ tịnh cư là ngũ tịnh cư là chỉ là cái cõi dành cho những vị A Na Hàm mà đã đắc ngũ thiền. Những vị A La Hán mà đắc ngũ thiền mới sanh về một trong năm cõi ngũ tịnh cư này. Thì trong kinh nó cái cõi quảng quả và cái cõi vô tưởng này á, hai cái này á, nó nằm trên cùng ngang bằng, nó ngang bằng trên một tầng. Okay. Còn ngũ tịnh cư là năm năm cái cõi ngũ tịnh cư này nó là phía trên, nó nằm phía trên cao hơn cái tầng thứ tư. Cái hai cái cõi này, nhưng dĩ nhiên nó cũng thuộc vào trong cái tầng thứ tư bởi vì thật ra cái này đều là ngũ thiền tính theo phương pháp chia năm. Dạ, yeah, rồi. Thì thôi mình tạm ngưng ở đây. Dạ, có gì tuần sau mình sẽ tiếp tục. Dạ. Sa đi, sa đi, sa đi. Dạ, chúc mọi người được ăn vui. Dạ. Yeah.